Ok, chào mọi người, vẫn là Điền đây, chuột lắc đây. Chào mọi người đến với video chuột lắc lan thang mới của mình nha. Thì hôm nay vợ chồng mình đang ở Đà Lạt, ở giữa chợ Đà Lạt, tụi mình mới vừa tới Đà Lạt. Tối hôm nay lúc 8 giờ, tụi mình đi từ Bảo Lộc, đi xe máy từ Bảo Lộc lên Đà Lạt. Ok, thì mình quay một vòng của chợ Đà Lạt cho mọi người xem. Thì mình nghĩ là review về Đà Lạt thì đã quá nhiều rồi. Hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người một cái điểm nhà nghỉ mà bạn mình là chủ. Thì mình muốn giới thiệu cho mọi người biết. Rồi một phần đó là muốn quảng cáo cho bạn mình luôn. Ok, thì mời mọi người cùng xem, cùng tham khảo với mình ha. Ok, đi thôi, let's go. Ok, thì cái không gian phía trước có bãi xe để cho xe khách đó mọi người, khá rộng rãi. Không gian bên trong nè, đây ngoài tiếp tân cũng như mọi khách sạn kia thôi. Thì ok, bây giờ thì mình sẽ lên phòng và quay cho mọi người xem luôn ha. Ok, bây giờ mình sẽ quay một cái góc phòng của An House cho mọi người tham khảo ha. Ok, đi theo mình. Wow, không gian trong đây đó mọi người khá là sang trọng ha. Cái tủ quần áo nè rất là rộng, có máy sấy, móc quần áo luôn. Đây là phòng cho hai người nha mọi người. Kia thì mình có mua một ít dâu rồi đó, thì cái không gian ở ngoài đây nè có một cái đường hẻm đi vô. Xung quanh này cũng chỉ là khách sạn thôi, ở đây đa phần là khách sạn không à. Đây là điện thoại nội bộ, có gì thì liên lạc với lại chủ khách sạn. Còn đây là nhà tắm với nhà vệ sinh. Thì nhà tắm với nhà vệ sinh nó cũng tương đối là quan trọng với mình khi mình đi du lịch, tại vì cái nhà vệ sinh nó có sạch á mình mới cảm thấy là nó thoải mái được. Đây, không gian ở đây rộng rãi, có phòng tắm có bách kiến ngăn luôn, kia là máy nóng lạnh, rất là sang trọng. Ok, thì mình tạm giới thiệu như vậy, gọi là quảng cáo như vậy cho bạn mình đi. Thì mọi người có thể tham khảo ha, có thể gọi điện thoại theo cái số này cho Khương ha. Địa chỉ của nó là 8-3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, An House 8-3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa ha. Thì những cái gì mình nói á, nó là cảm nhận riêng của mình về cái phòng của bạn mình và rất là vệ sinh và trong đây có thể là khá là yên tĩnh. Thì mọi người có thể đến và tự cảm nhận thì sẽ hay hơn ha. Thì giá phòng á, mình sẽ nhắc lại á, là rơi vào tầm giá khoảng 250 cho đến 400-500 ngàn ngày thường, tùy theo phòng đơn hay phòng đôi. Và chuẩn bị sắp tới là hình như là Khương sẽ chuẩn bị luôn phòng tập thể nữa. Với những ngày lễ á, thì có thể là cái giá nó sẽ gấp đôi lên ha. Thì cái chuyện á, mà cái giá cả gấp đôi lên ở Đà Lạt á, thì cái chuyện nó rất là bình thường, tại những ngày lễ rất là đông người luôn á. Ok, thì mọi người có thể đến và cảm nhận thực tế thì sẽ tốt hơn ha. Và mình cũng tạm quảng cáo cho bạn mình như vậy đi. Thì cảm ơn mọi người đã xem. Và nếu mà thấy cái video này có phụ được gì cho mọi người đó, thì đừng tiếc một like với mình ha. Nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ vợ chồng mình có thêm động lực để làm những clip tiếp theo nữa ha. Giống như là giúp mình phát triển kênh Chuột Lắc Lang Thang ha. Ok, và cảm ơn mọi người đã xem. Và ok, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Bye, peace.